Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Như vậy là Qatar World Cup đang đến gần. Và đây là lúc phù hợp để nhìn lại một số kỷ lục World Cup nam vĩ đại nhất mọi thời đại. Mình là Việt Anh, chúng ta cùng bắt đầu nhé. World Cup là giải đấu vĩ đại nhất của môn thể thao vua. Và đương nhiên, nó cũng mang cho mình những kỷ lục vĩ đại nhất. FIFA World Cup có từ năm 1930 và không thiếu những kỷ lục cực kỳ đáng kinh ngạc. Với giải đấu 2022 sắp diễn ra, hãy cùng nhìn lại những kỷ lục World Cup vĩ đại nhất mọi thời đại. Chúng tôi đã chia các kỷ lục World Cup thành 3 loại: kỷ lục World Cup vĩ đại nhất, kỷ lục cá nhân, kỷ lục đội và kỷ lục huấn luyện. Cùng bắt đầu hành trình này với Spy Room nhé. Kỷ lục World Cup vĩ đại nhất. Số bàn thắng nhiều nhất được ghi bởi một cầu thủ là 16 và kỷ lục này thuộc về Miroslav Klose, cầu thủ người Đức đã thi đấu từ năm 2002 đến 2014. Anh đã đạt được thành tích này qua 4 kỳ World Cup. Số bàn thắng nhiều nhất được ghi bởi một cầu thủ tại một kỳ World Cup đó là 13. Kỷ lục này thuộc về Jess Fontaine, cầu thủ người Pháp vào năm 1958. Fontaine là người sinh ra Marrakech, đã ghi 30 bàn sau 21 lần ra sân cho Le Blue. Số bàn thắng nhiều nhất được ghi bởi một đội tại một kỳ World Cup là 27. Kỷ lục này thuộc về Hungary năm 1954. The Mighty Majors đã thua Tây Đức 3-2 trong trận chung kết sau khi đánh bại chính đội bóng này với tỷ số 8-3 ở vòng bảng. Họ cũng đã giành chiến thắng 9-0 trước Hàn Quốc, là đội đã lập kỷ lục nhận nhiều bàn thua nhất, 16 trong một giải đấu duy nhất. Hungary cũng đạt hiệu số bàn thắng bại cao nhất là dương 17. Số trận giữ sạch lưới nhiều nhất với một thủ môn là 10. Kỷ lục này thuộc về Peter Shilton, thủ môn người Anh, thi đấu từ 1982 đến 1990. Và Fabien Barthez, thủ thành người Pháp, thi đấu từ 1998 đến 2006. Barthez vô địch World Cup, trong khi Shilton lại bị đánh bại bởi bàn tay của chúa. Kỷ lục nhiều thẻ nhất trong một trận đấu là 16, thuộc về trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan năm 2006, cũng như trận đấu giữa Cameroon và Đức năm 2002. Được biết đến với cái tên trận chiến Nuremberg, Bồ Đào Nha đã nhận kỷ lục 9 thẻ vào năm 2006. Đội bóng vô địch World Cup nhiều lần nhất chính là Brazil với 5 lần, năm 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002. Ý và Đức cùng đứng thứ hai với 4 danh hiệu mỗi quốc gia. Cá nhân vô địch nhiều lần nhất chính là Pele với 3 lần vào năm 1958, 1962 và 1970. Pele chỉ chơi trong 2 trận đầu tiên của giải đấu năm 1962, nhưng ông đã giành được huy chương hồi tố vào năm 2007. Những cặp đấu diễn ra nhiều nhất là Brazil gặp Thụy Điển, Đức gặp Nam Tư hoặc Serbia, Argentina gặp Đức. Các cặp đấu này đã diễn ra tới 7 lần. Brazil và Thụy Điển đã không gặp nhau ở World Cup kể từ năm 1994. Trận chung kết diễn ra nhiều nhất là Đức gặp Argentina với 3 lần. Ngoài trận chung kết năm 2014, người Argentina và Tây Đức đã gặp nhau trong các trận chung kết World Cup 1986 và 1990. Huấn luyện viên dẫn dắt nhiều quốc gia nhất là Bora Milutinovic và Carlos Alberto Parreira. Họ đều dẫn dắt 5 đội tuyển quốc gia. Milutinovic huấn luyện Mexico năm 1986, Costa Rica năm 1990, Mỹ năm 1994, Nigeria năm 1998 và Trung Quốc năm 2002. Parreira đã từng huấn luyện Kuwait năm 1982, UAE năm 1990, Brazil năm 1994 và 2006, Saudi Arabia năm 1998 và Nam Phi năm 2010. Kỷ lục nhiều khán giả nhất là 199.854 người trong trận đấu giữa Brazil và Uruguay năm 1950. Trận đấu quyết định của World Cup năm 1950 đã làm tan nát trái tim hàng chục nghìn người Brazil khi Uruguay giành chiến thắng 2-1 trên sân Maracanã. Trận đấu ít khán giả nhất chỉ có 300 người tham dự, đó là trận đấu giữa Romania và Peru năm 1930. Kỷ lục World Cup cá nhân. Thời gian giữ sạch lưới dài nhất bởi một thủ môn là 517 phút. Thuộc về Walter Zenga, thủ thành người Ý, năm 1990, Zenga đã có 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới trong khoảng thời gian này. Kỷ lục để thủng lưới nhiều nhất bởi một thủ môn là 25. Kỷ lục này thuộc về Antonio Carvajal, Mexico, Mohamed Aldeaya, Ả Rập Xê Út. Với Carvajal, anh cũng nắm kỷ lục tham dự tới 5 giải đấu. Số lần cứu penalty nhiều nhất không tính sút ra ngoài là 2. Kỷ lục này thuộc về Jan Tomaszewski, Ba Lan, Brad Friedel, Mỹ, Iker Casillas, Tây Ban Nha. Tomaszewski năm 1974 và Friedel năm 2002 đã lập được kỳ tích chỉ trong một giải đấu. Kỷ lục có nhiều trận thắng nhất thuộc về Miroslav Klose, Đức trong giai đoạn từ 2002 tới 2014. Số trận thắng của anh đạt được là 17. Klose cũng góp mặt trong tổng cộng 14 trận vòng loại trực tiếp. Kỷ lục tham dự giải đấu nhiều nhất thuộc về Antonio Carvajal, Mexico từ năm 1950 đến 1966. Lothar Matthäus,
Đức năm 1982 đến 1998, Rafael Márquez 2002-2018. Tất cả các cầu thủ này đã tham dự tới 5 kỳ World Cup. Gianluigi Buffon cũng đã tham dự 5 kỳ World Cup nhưng không thi đấu vào năm 1998. Cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất đã từng thi đấu 25 trận và đó là Lothar Matthäus, cầu thủ người Đức từ năm 1982 đến 1998. Ông đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA vào năm 1991 và vẫn là người Đức duy nhất giành được giải thưởng này. Cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất với cương vị đội trưởng là Rafael Márquez, cầu thủ người Mexico từ năm 2002 đến 2018. Anh đã thi đấu tổng cộng 17 trận với cương vị đội trưởng. Người đứng thứ hai là Diego Maradona, người đã dẫn dắt La Albiceleste vào chung kết năm 1986 và năm 1990, đồng thời vô địch năm 1986 tại Mexico. Cầu thủ tham gia nhiều giải đấu nhất với cương vị đội trưởng, cũng một lần nữa, 5 lần với Rafael Márquez, Mexico từ năm 2002 đến 2018. Cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất đã thi đấu tới 2.217 phút ở World Cup, đó là Paolo Maldini, cầu thủ người Ý trong giai đoạn từ 1990 tới 2002. Huyền thoại của AC Milan đã 5 lần vô địch Champions League nhưng chưa từng vô địch World Cup. Cầu thủ trẻ nhất từng ra sân tại World Cup là Norman Whiteside, cầu thủ người Bắc Ireland năm 1982. Khi đó, anh mới 17 tuổi 41 ngày. Vào thời điểm đó, Whiteside mới chỉ có 2 trong tổng số 206 lần ra sân cho Manchester United. Đội trưởng trẻ nhất là Tony Meola, cầu thủ người Mỹ năm 1990. Lúc đó, anh mới 21 tuổi và 109 ngày. Mỹ khi đó thực sự không có quá nhiều kinh nghiệm khi tham dự kỳ World Cup đầu tiên kể từ năm 1950. Cầu thủ nhiều tuổi nhất là Essam El Hadary, cầu thủ người Ai Cập năm 2018. Khi ra sân, anh đã 45 tuổi 161 ngày. Không ngạc nhiên khi kỷ lục này thuộc về một thủ môn, anh đã vượt qua thủ môn Farid Mondragon của Colombia, người đạt 43 tuổi 3 ngày tại World Cup năm 2014. Đội trưởng nhiều tuổi nhất cũng chính là Essam El Hadary, cầu thủ người Ai Cập năm 2018. Nếu bạn định thi đấu ở tuổi 45, bạn có thể có đủ kinh nghiệm để trở thành đội trưởng. Bàn thắng đầu tiên tại World Cup được ghi bởi Lucien Laurent, Pháp năm 1930. Laurent đã đánh bại Bart McGee của Hoa Kỳ chỉ trong vòng 4 phút. Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại World Cup là Pelé, cầu thủ người Brazil vào năm 1958. Khi đó ông mới 17 tuổi, 7 tháng và 27 ngày. Bàn thắng đầu tiên trong số 12 bàn thắng của Pelé được ghi vào lưới của xứ Wales. Cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn tại World Cup đó là Roger Milla, cầu thủ người Cameroon năm 1994. Khi đó ông đã 42 tuổi, 1 tháng và 8 ngày. Sau khi làm nức lòng người hâm mộ với 4 bàn thắng vào năm 1990, Milla ghi thêm một bàn nữa vào năm 1994 trong trận đấu với Nga. Kỷ lục World Cup của đội. Đội đạt nhiều chiến thắng nhất là Brazil với 73 chiến thắng, trong khi Ý đứng thứ 3 với 45, ít hơn nhiều. Đội bóng có nhiều trận thua nhất là Mexico với 27 trận, Argentina 23 và Đức 22 là những quốc gia duy nhất có trên 20 trận thua ở World Cup. Đội bóng có nhiều trận hòa nhất là Ý và Anh với 21 trận, Đức có 20. Brazil và Đức là đội bóng thi đấu nhiều trận nhất với 109 trận. Đây cũng là hai đội bóng thành công nhất của World Cup. Đội bóng thắng nhiều trận nhất tại một giải đấu là Brazil năm 2002 với 7 trận thắng và họ vẫn là đội duy nhất thắng 7-0 trong một kỳ World Cup. Đội bóng ghi bàn nhiều nhất một lần nữa lại là Brazil với 229 bàn. Brazil đã vượt qua Đức 226 trong suốt giải đấu năm 2018, mặc dù 3 trong số 6 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại World Cup đều là người Đức. Các đội bóng ghi ít bàn thắng nhất đều không ghi được bàn thắng nào, đó là Canada, Trung Quốc, Indonesia với tên gọi Đông Ấn thuộc Hà Lan năm 1938, Trinidad và Tobago, Cộng hòa Congo với tên gọi Chile năm 1974. Canada chắc chắn sẽ cố gắng thoát khỏi danh sách này ở Qatar năm 2022. Số bàn thắng được ghi ít nhất bởi một nhà vô địch World Cup là 8. Kỷ lục này thuộc về Tây Ban Nha năm 2010. Mặc dù sở hữu tất cả các phù thủy tấn công của mình, La Furia Roja đã giành được World Cup duy nhất của họ với hàng thủ. Kỷ lục số bàn thua nhiều nhất là 125. Kỷ lục này thuộc về Đức. Brazil đứng thứ 2 với 105 bàn thua. Tiếp theo là Mexico 98 và Argentina 93. Kỷ lục số bàn thua ít nhất với ít nhất một lần góp mặt thuộc về Angola với 2 bàn. Angola đã có 2 trận hòa và 1 trận thua tại World Cup năm 2006. Từ năm 1930 đến năm 1974, các cầu thủ từ Angola tham gia với tư cách là một phần của Bồ Đào Nha. Số bàn thua ít nhất của một nhà vô địch World Cup là 2 và 3 đội tuyển đã từng đạt được thành tích này, đó là Pháp năm 1998, Ý năm 2006 và Tây Ban Nha năm 2010. Thời gian giữ sạch lưới dài nhất là 554 phút. Thụy Sĩ đã đạt được điều này trong các kỳ World Cup 1994, 2006 và 2010. Trước chuỗi trận này đã lập kỷ lục để thủng lưới ít nhất một bàn thắng trong vòng 22 trận liên tiếp.
Đội bóng có nhiều bàn phản lớn nhất là Mexico với 4 bàn. Bulgaria năm 1966 và Nga năm 2018 là những đội duy nhất để thủng lưới từ phản lưới nhiều hơn một bàn trong cùng một giải đấu. Hiệu số cao nhất thuộc về Brazil với dương 124. Theo sau họ là Đức, dương 101 và Ý, dương 51. Đội bóng có hiệu số thấp nhất là Mexico với âm 38 bàn. Đứng sau họ là Hàn Quốc, âm 36. Tiếp theo là Bulgaria, âm 31. Đội tuyển có nhiều loạt sút luân lưu nhất là Argentina với 5 lần. Là Albiceleste đang dẫn 4-1 trong loạt luân lưu. Số lần chiến thắng trên loạt sút luân lưu nhiều nhất là 4 lần thuộc về Đức và Argentina. Die Mannschaft chưa bao giờ thua trong bất cứ loạt luân lưu nào và khiến Argentina thua trận duy nhất năm 2006. Số lần thua trên loạt sút luân lưu nhiều nhất là 3 thuộc về Anh và Ý. Azzurri chưa thua một loạt luân lưu nào ở World Cup kể từ khi Gianluigi Buffon đảm nhận vai trò số 1. Đội bóng nhận được nhiều thẻ đỏ nhất là Brazil với 11 thẻ đỏ. Số lần vào chung kết nhiều nhất là 8 lần với đội tuyển Đức năm 1954, 1956, 1974, 1982, 1986, 1990 với Tây Đức 2002, 2014 với Đức. Brazil cũng vào chung kết 6 lần và tỷ số chung cuộc của họ là 5-1, trong khi tỷ số của Đức là 4-4, mặc dù Brazil cũng chỉ về nhì vào năm 1950 khi không có trận chung kết chính thức. Số lần vào top 4 nhiều nhất là 13 thuộc về Đức từ năm 1934, 1954, 1958, 1966, 1970, 1974, 1982, 1986, 1990 với cương vị là Tây Đức. Đồng thời năm 2002, 2006, 2010, 2014 với tư cách là Đức. Brazil đứng thứ 2 với 11 lần nhưng chưa bao giờ đứng ngoài top 16 trong 20 lần tổ chức. Số lần đứng thứ 5 đến 8 chung cuộc nhiều nhất đó là đội tuyển Anh với 8 lần. 1950, 1954, 1962, 1970, 1982, 1986, 2002 và 2006. Đây là một thống kê thực sự rất Anh. Số lần đứng thứ 9 đến 16 chung cuộc nhiều nhất là 14 thuộc về Mexico năm 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1978, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 và 2018. Đây không hẳn là một kỷ lục mà người hâm mộ El Tri muốn xem. Số giải đấu bất bại nhiều nhất là 7 lần với Brazil năm 1958, 1962, 1970, 1978, 1986, 1994 và 2002. Có vẻ như Seleção sắp có một chuỗi trận bất bại nữa. Số lần bị loại mà không thua nhiều nhất là 3 lần thuộc về Anh năm 1982, 1990 và 2006. Tuyển Anh luôn tìm ra cách để bị loại khỏi World Cup bằng những kịch bản tàn khốc nhất. Số lần bị loại mà không thắng nhiều nhất thuộc về Mexico, Bulgaria với 6 lần. Mexico đã không kết thúc một kỳ World Cup mà không có chiến thắng nào kể từ năm 1978. Số lần tham dự World Cup liên tục dài nhất là 22 lần thuộc về Brazil. Tính cả World Cup 2022, Brazil là đội duy nhất góp mặt tại mọi giải đấu. Thời gian dài nhất giữa hai lần vô địch là 44 năm thuộc về Ý từ năm 1938 cho đến năm 1982. Azzurri đã thắng 2 trong 3 giải đấu đầu tiên nhưng không thắng lại cho đến những năm 80. Thời gian dài nhất giữa hai lần tham dự là 64 năm thuộc về xứ Wales năm 1958 và 2022. Trước vòng loại của Wales vào năm 2022, Ai Cập và Na Uy đã giữ kỷ lục với khoảng cách 56 năm. Số lần lọt vào top 3 mà không vô địch nhiều nhất thuộc về Hà Lan với 4 lần năm 1974, 1978, 2010 và 2014. Oranje đã lọt vào 3 trận chung kết mà chưa từng vô địch thế giới. Số lần tham dự mà không vượt qua vòng bảng nhiều nhất là 8 lần thuộc về Scotland 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 và 1998. Người Scotland đã không tham dự World Cup kể từ năm 1998. Số lần thất bại trong việc vượt qua vòng loại World Cup nhiều nhất là 21 thuộc về Luxembourg từ năm 1934 tới 2022. Số lần đăng cai World Cup nhiều nhất là 2 lần thuộc về Ý, Pháp, Brazil, Mexico và Đức. Mexico sẽ trở thành chủ nhà 3 lần đầu tiên trong khuôn khổ cuộc đấu thầu thống nhất với Mỹ và Canada. Kỷ lục World Cup dành cho huấn luyện viên. Huấn luyện viên nhiều trận nhất là Helmut Schön, Tây Đức từ năm 1966 đến năm 1978. Huấn luyện viên có nhiều trận thắng nhất cũng là Helmut Schön, huấn luyện viên Tây Đức từ năm 1966 đến 1978 với 16 trận thắng. Tây Đức đã giành được tất cả vào năm 1974. Huấn luyện viên trẻ nhất là Juan José Tramutola, Argentina năm 1930, khi đó ông mới 27 tuổi 267 ngày. Là Albiceleste về nhì năm đó, giải đấu đầu tiên của World Cup. Huấn luyện viên nhiều tuổi nhất là Otto Rehhagel, Hy Lạp năm 2010. Lúc đó ông 71 tuổi 317 ngày, Hy Lạp tháng 1
thua 2 và đi tiếp ở vòng bảng. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nhé. Qatar World Cup đang sắp đến gần. Nếu các bạn có ý kiến gì hoặc muốn Spyroom làm gì thêm thì hãy comment ở phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.